Bà nội có nặng lời với con hay không? Chú nghĩ là bà nội sẽ nói chuyện ngọt ngào với con sao? Tính của bà nội là vô nề nếp, đôi khi làm sự việc thêm nghiêm trọng. Nhưng cơ bản bà nội rất thương con cháu. Nếu như chú ra đây á để nói cho con biết về tính tình của bà nội thì chú không cần nói đâu. Chú chỉ sợ là con nghĩ sai thôi. Cái nhà này thì rộng, cái khu vườn cũng rộng, mà sao con thấy sống ở trong đây á mọi thứ nó ngột ngạt quá. Việc chú yêu cầu con tránh xa chú 1 mét, con thấy như vậy là hợp lý á. Kể từ bây giờ chú hãy làm ơn tránh xa con ra. Em thấy trong người sao rồi? Em cũng đỡ nhiều rồi anh. Chị Như. Dạ. Tôi dặn chị bao nhiêu lần rồi, nấu phở cho vợ tôi đừng bỏ hành. Dạ, tôi quên, tôi xin lỗi cậu. Lấy tôi cái chén. Dạ. Dạ, để tôi làm cho cậu. Để tôi. Em tự làm được rồi anh. Để làm cho. Cái nhà này từ trước tới giờ chưa bao giờ có chuyện mà chồng chăm sóc vợ. Cô cứ từ từ mà hưởng phước đi nha. Dạ. Tại vợ con đang không khỏe, con chăm sóc vợ con có sao đâu mẹ. Thì mẹ đâu có dám ý gì đâu, mẹ cứ nói vậy thôi. Còn con thấy làm đúng á thì con cứ làm. Dạ thưa nội, thưa Dượng, thưa mẹ, thưa chú, con đi làm. Ngân, còn sớm mà. Ngồi xuống ăn sáng đi con. Lát nữa anh định đưa con với chú Khôi đi một lượt luôn. Dạ, tả công ty có chút việc nên con tới sớm để giải quyết cho xong Dượng. Thôi, Dượng nhờ anh Linh đưa con lên công ty trước rồi quay lại rước chú Khôi sau nha. Dượng ơi, kể từ bây giờ chắc là con đi làm bằng xe buýt. Như vậy thì chủ động hơn á Dượng. Thôi được rồi, tuổi trẻ nó có ý thức như vậy á, cứ để cho làm theo ý của nó đi. Dạ, con cảm ơn nội. Thưa cả nhà con đi. Dạ, mời mẹ ăn sáng. Con mời mẹ, mời anh, mời chú. Mới thằng ca có một đêm mà tàn phai nhan sắc rồi trời. Hello bà. Ủa Ngân, sao bữa nay giám đốc tới sớm vậy? Dạ giám đốc chưa tới. Hôm nay em đi có một mình à. Cái gì lạ lùng vậy? Bữa nay công chúa đi một mình rồi còn tới sớm nữa. Hoàng hậu với hoàng thượng không xót xa hả? Mấy anh chị ơi, kể từ bây giờ á, mấy anh chị đừng có chọc ghẹo em vậy nữa. Thật ra em cũng chỉ là nhân viên bình thường làm công ăn lương giống như mấy anh chị thôi. Nói vậy ai mà tin. Dù gì cũng là hoàng thân quốc thích. Nè,
tụi này ở đây không có dám so bì. Thôi mà, Ngân đã nói vậy rồi, hạn ghẻo hoài à. Ê, làm gì binh dữ vậy? Bà muốn làm hoàng tử giải cứu công chúa hay gì? Trên cái chán á, có chữ thích Ngân ở trển rồi đó. Nè, tôi nói nha, giải cứu sao coi chừng giải cứu lộn một phù thủy là ông chết luôn. Ôi, sao nói bậy bạ. Ê, hai đứa mặc đồ cặp đó, đây cà phê sữa, đây bà xỉu. Ê, vậy tính là tôi cà phê đen nè. Thôi đi mà, chọc hoài à. Nè. Ủa, còn bộ hồ sơ hôm qua đâu? Ủa, tôi đưa bà rồi mà bà nghĩ gì á? Tôi rất kiếm liền trong chổng. Chị Hạ, cái hợp đồng khách hàng này. Cái gì? Có nguy cơ đền hợp đồng. Chú biết rồi. Hợp đồng nào vậy em? Hợp đồng với EU có nguy cơ hủy hợp đồng bên đây. Ngân vừa mới báo cho em biết. Mình phải lên công ty liền thôi. Thưa mẹ con đi. Anh đi nha. Thưa mẹ đi, tôi chị đi. Cô Kiều à? Dạ mẹ. Chuyện ngày hôm qua tôi nói cô còn nhớ không? Dạ thưa mẹ, con nhớ. Đừng có làm sai lời. Dạ. Chuyện ở công ty nếu là thật thì thôi không nói gì. Nhưng nếu là con Ngân nó bày trò thì cô biết hậu quả như thế nào rồi chứ gì. Dạ con hiểu. Mợ vô nhà này mợ biết bao lâu rồi. Mợ biết cái tính của bà. Bà rất là khó, rất là nghiêm khắc. Nhưng mà tôi thấy bà nói cũng đúng. Bởi vì Ngân á, là con của mợ, là cháu trong cái nhà này. Cậu Khôi á, là chú. Mà cháu nằm xả lai trên người chú, coi kỳ không? Người ngoài người ta nhìn vô, người ta thấy người ta cười thúi mặt á. Tôi biết rồi, tôi sẽ dạy lại cháu. Tôi nói thiệt với mợ, mình là con gái, mình phải có cái giá trị của mình, đúng không? Đó, mợ thấy tôi không? Tôi á, là người làm trong cái nhà này 20 năm rồi. Đó, mà ông Ninh á, ông cua tôi nha, ông Ninh nè, đó tôi nè, đó, ông cua tôi 20 năm mà có được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì người làm cũng phải có cái giá trị của người làm. Mợ thấy tôi nói đúng không? Đang nói chuyện bỏ đi. Buồn. Đang buồn mà cười. Bởi vậy mới có cái câu là buồn cười. Hợp đồng là ai thương thảo? Dạ là chị Hạ. Tại sao lại để ra sơ sót như vậy? Bây giờ mình phải truy cứu trách nhiệm, phải tìm cách khắc phục. Ngân, con đọc kỹ hợp đồng này chưa? Dạ con đọc kỹ rồi. Về bao bì thì con đã xử lý xong. Chỉ còn về hạng mục ốc xà cừ xanh thì con thấy khó gỡ lắm thưa trường. Em đã liên hệ về quy cách đóng gói sao cho chuẩn. Bây giờ chỉ còn chờ em truy xuất nguồn gốc nữa là ok. Vậy bây giờ là chỉ còn hạng mục ốc xà cừ thôi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Hạng mục ốc xà cừ thì con cũng đã xem qua rồi. Ốc xà cừ thì thật ra có hai loại là ốc xà cừ xanh và ốc xà cừ thương phẩm. Con không biết là do họ cố tình gài mình. Nếu như không tỉnh táo xem xét lại á, thì cái đơn hàng này không bao giờ hoàn thành được thưa dượng. Gì vậy? Có phương án giải quyết không? Con nghĩ là mình nên làm một phụ lục hợp đồng. Trong đó có hình ảnh cả hai loại ốc xà cừ, cả ốc xà cừ xanh và ốc xà cừ thương phẩm. Và khẳng định ốc xà cừ của mình là ốc xà cừ thương phẩm. Như vậy thì trong quá trình đòi họ trả lời á, mình sẽ có thời gian thu nhập hàng cũng như là kiểm tra. Tốt, không hổ danh là thủ khoa. Nhưng mà trong hợp đồng này á, ai đặt bút ký tên thì sẽ chịu phạt, chịu trách nhiệm. Tôi nói vậy có đúng không giám đốc Khôi? Phải, lỗi của em chấp nhận. Cho nên tháng này á, lương em sẽ bị giảm 50%. Số tiền đó chuyển hết cho Ngân. Ngân đã tìm cách khắc phục kịp thời
chứng tỏ con là người rất có năng lực. Nhưng mà trong vụ này á, con cố gắng đừng có lạm quyền nghe chưa? Dạ con biết rồi, con sẽ xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình. Dựng giỡn thôi, con làm tốt đương nhiên con sẽ được thưởng rồi. Dạ vậy con xin phép ra ngoài làm việc. Dạ cảm ơn Dượng. Chào Dượng, chào chú. Thôi nè, em phải cảm ơn Ngân á, nếu không á toàn bộ lô hàng này sẽ bị trả về. Như ra. Dạ. Ra bà biểu nè. Dạ. Dạ bà gọi con. Gì vậy? Dạ con phải sẵn sàng vậy rồi bà dặn gì con ghi vô để con nhớ. Con bị bệnh mau quên mà. Kêu cậu Ninh vô đây bà biểu. Kêu cậu Ninh vô đây bà biểu. Ghi cái gì vậy? Dạ con ghi để nhớ. Có cần không? Ờ ngắn quá khỏi cần nha bà. Con đi liền. Chỉ cần một chút xíu thôi là cái xe sáng bóng như mới. Trời ơi phải chi, phải chi bà nhờ bà là cái xe ha. Chắc tôi hôn mỗi ngày đúng không? Làm gì vậy? Khùng hả? Trời đẩy đầu cái đó có ngày gãy răng nữa nha. Ông làm gì vậy? Thì đang tưởng tượng như là cái xe. Trời đất ơi. Không, đang lái xe mà. Với lại đang tính làm thơ luôn, tự nhiên nhờ ra cái tính làm thơ luôn nhờ. Thơ, làm gì không lo làm gì, tối ngày thơ với thẩn. Ủa, không để ý hả, những cái câu thơ của Ninh lúc nào cũng có hình bóng Nhừ ở trong đó. Trời ơi là trời, không bao giờ để ý hết á. Nghe nè. Ước gì Nhừ biến thành xe, Ninh là nùi dẻ, lao xe suốt ngày. Thơ có nùi dẻ trọng hả? Hay không? Không, tôi thấy không có hay gì hết á. Bà kêu ông ở trọng kìa, đứng đó mà làm thơ hoài. Ủa gì hả? Của ông nè. Cảm ơn bà. Lát nữa nhớ đưa lên phòng xét tổng cho tôi nha. Rồi rồi ok. Ủa thấy tập hồ sơ màu vàng của tôi đâu không? Ngân, sao rồi? Chị hỏi vụ ốc quá hả? Chắc là được mà. Bây giờ em gửi mail cho họ nè. Vậy là gỡ được đúng không? Chắc là gỡ được, chị yên tâm đi. Trời, mừng quá. May á là gỡ được. Lỡ mà có chuyện gì á, tôi bán nhà cũng đền không nổi nữa. Nhưng mà lần sau á, thì chú ý hơn nha. Hơn là lần này có chỗ gỡ á. Đừng có nghĩ á, giúp tôi được một lần á, thì có quyền lên mặt. Cô Hạ. Dạ, sếp. Vì thu mua hải sản của cô sao rồi? Dạ, em cũng đang gặp một số khó khăn đó, sếp. Nếu như có khó khăn thì phải báo cáo cho tôi biết. Tôi không muốn công việc của tôi bị động. Làm việc tiếp đi. Dạ, bà gọi con ạ. Tại sao camera nhà con không được? Cậu có thường xuyên kiểm tra không? Dạ có chứ. Dạ ngày nào con cũng kiểm tra nữa. Dạ
Có gì không bà? Chỉnh sửa lại cái gì? Dạ, để con lên chỉnh sửa lại liền. Dạ. Nè. Dạ con nghe. Cậu thường xuyên đưa đón thằng Khôi con Ngân đi làm. Cậu thấy tụi nó có gì khác không? Dạ đâu có gì khác hả? Dạ vẫn bình thường. Có nghĩa là ở trên xe hay là đến công ty, cậu có thấy tụi nó có những cử chỉ, những biểu hiện, những lời nói nào mà vượt giới hạn không? Dạ không, con để ý kỹ lắm. Dạ bình thường nha. Dạ không có gì vượt giới hạn hết nè. Bình thường vậy đó hả? Dạ bình thường lắm. Dạ, dạ thưa bạn đi. Ừ. À, có cái này lạ lắm. Đã, cái lúc mà lên xe đó, là mỗi lần mà cậu Khôi nói chuyện á, là có đôi lúc cô Ngân cô cãi lại, cãi dữ lắm. Nhưng mà lên tới công ty tự nhiên cái khác hoàn toàn luôn. Khác là khác làm sao? Không, cậu Khôi thì vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng mà riêng cô Ngân là khác. Thì tôi hỏi cô Ngân nó khác là khác cái gì? Dạ, thì đó lên công ty giống cô Ngân giống như một con mèo ngoan vậy đó. Cậu Khôi nói cái gì cũng nghe, sai cái gì cũng làm lắp rắp, không dám cãi lệnh nữa. Chỉ vậy thôi hả? Dạ hết hả? Không còn cái gì khác lạ hết. Dạ không. Dạ, dạ thưa bạn đi. Ờ mà nè. Dạ, con nghe. Thường xuyên để ý tụi nó có những cử chỉ gì khác lạ không? Báo liền cho bà, nghe chưa? Dạ con biết rồi. Ừ. Sao không đi đi? Dạ, để lỡ bà kêu cái giật ngược lại nó mệt cho. Hết rồi. Dạ, hết thiệt hả? Dạ, con lên sửa. Bye bye mọi người. Bye bye. Đây. Bye bye, mai gặp. Bye. Mai gặp nha. Ơi, bye. Tôi về đây, bye bye. Bye. Em về anh. Rồi, bye về. Chào mọi người. Bye anh, bye. Em tranh thủ về luôn nha. Dạ. Về thôi con. Chú về trước đi, lát con về sau. Ừ. Ngân. Dạ. Tổng giám đốc kêu bà lên phòng họp gặp kìa. Dạ, cảm ơn. Của ông nè. Dạ bà. Dạ rồi, vậy để em trao đổi lại với bên công ty em rồi em gọi lại bên mình nha. Dạ. Dạ. Ơi. Chán thiệt chứ. Làm giống như cả thế giới này nó chống lại tôi hay sao á. Vụ gì nữa? Sao? Thì ví dụ hải sản ở Phước Hải nè. Tôi gọi mà không ai chịu bán cho tôi hết trơn. Anh nghĩ là do em không thuyết phục được họ. Em đòi hỏi người ta trách nhiệm quá lớn, trong khi lại quyền lợi lại quá ít đi. Vậy ai chịu bán cho em? Anh ơi, em thấy em giống như là đang bị năm xuôi tháng hạn vậy thôi à. Anh coi đó, cái hợp đồng của EU á, em theo dõi biết bao lâu luôn. Tự nhiên bây giờ bị con Ngân hất tay trên. Hả? Em nói vậy mà em nghe được á hả? Nếu như mà Ngân không kịp thời phát hiện những sai sót trong hợp đồng của em á, thì bây giờ em lấy cái gì bồi thường cho công ty? Chị ơi, em thấy chuyện đó có chút xíu à. Mà tại vì Ngân nó cố tỏ vẻ rồi làm ầm ĩ lên á, rồi để lấy lòng sếp. Chứ nếu như mà muốn giúp em á, thì trao đổi với em được rồi, tự nhiên đi mét với sếp làm gì? Thôi đi, mình sai thì mình biết mình sai đi, tự nhiên cái đổ thừa. Ủa, tôi sai chỗ nào? Tóm lại á, là không phải bà sai, mà là bà Ngân sai. Sai chỗ á, làm ơn mà mắc quáng. Sao hợp đồng thu mua hải sản bây giờ vẫn chưa có kết quả nữa? Dạ, việc này là do chị Hà phụ trách thư dượng. Nguyên nhân là do chưa thương lượng được với họ giá cả và quyền lợi. Có phương án khắc phục không? Con nghĩ là mình cần trực tiếp gặp họ, xem họ có yêu cầu gì hay muốn nói gì. Chứ trao đổi qua điện thoại không giải quyết được vấn đề thư dượng. Hà là cái người mà thương thảo hợp đồng với EU đúng không? Dạ. Dường thấy không ổn. Hà là người không nắm vững tâm lý khách hàng, cần phải có người hỗ trợ thêm. Được rồi, con về phòng làm việc đi. Dạ.
Ngân, đi với chú. Giờ này nghỉ trưa rồi mà chú. Làm thêm giờ. Sao chú nói là làm thêm giờ mà? Cái này... Chú thấy sáng nào con cũng ăn bánh mì. Vậy thì liên quan gì tới chú? Công việc đang căng thẳng. Chú không muốn nhân viên của mình bị mất sức, thiệt hại đến công ty. Vậy là chú chỉ lo công ty mình bị thiệt hại thôi hả? Vẫn là con thông minh. Nếu như con bệnh, những công việc con đang tiến hành sẽ bị chậm trễ, gây thiệt hại nặng nề tới công ty. Nó còn hơn là chi phí một bữa ăn này. Con hiểu chứ? Sao chú không ăn đi? Nhưng mà con đói. Chú đã chu đáo cho nhân viên vậy á thì con không khách sáo nha. Công ty để lát con đói ngăn dặm á. Còn nữa nè. Ủa cái này chú gọi cho con đó hay là chưa đủ chú gọi thêm? No lắm rồi, về công ty. Ta ngồi làm như ta heo vậy trời, hèn chi ấy hoài 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 hoài. Đàn ông thì không biết cho lăn gì trơn. Ơi buồn ngủ dữ vậy trời. Cái bà kia, bác sĩ nhẹ nhẹ thôi, bác sĩ bị muốn văng qua tới bên này luôn vậy. Bà bệnh đi rồi bà biết. Đói bụng rồi. Mấy anh chị ơi, có gà rán ăn nước ngọt uống nè. Có đồ ăn là hết bệnh liền. Ngân ơi, em mới được lên lương hả? Tôi nghĩ đây là phần thưởng cho cái dự án EU á. Đúng là công tôi là công cốc. Không phải em mua đâu, sếp Khôi mua. Sếp Khôi? Ê ê, mọi người có thấy lạ không? Dạo này á, sếp Khôi á rất là tốt, rất là quan tâm đến tụi mình á. Chăm sóc mấy anh chị là đúng rồi. Mấy anh chị là tài sản quý giá của công ty đó. Mấy anh chị mà bệnh, công ty tổn thất làm sao? Nên phải chăm sóc chu đáo chứ. Nè nè nè, ăn đi đi. Cảm thấy mình được trân trọng. Đúng là tư duy của người làm lớn đúng không? Người ta đầu tư ít mà sinh lợi cao. Đó. Nói chung không cần biết, miễn sao có ăn là được. Trời ơi, mùi gà nó nổi. Ngân có chưa, Ngân có chưa? Dạ em ăn rồi. Mọi người ăn đi. Trời quan tâm quá à, xong hỏi tôi nè. Ê bà, nước nè. Vậy thôi, ngửi không? Đây tôi ăn cho, đã quá à. Mấy hôm nay anh bận công việc nhiều quá, không dành thời gian được cho em. Tại sao vậy? Tại sao họ yêu nhau như vậy? Trời ơi, trời ơi. Tại sao họ lại dám làm cái chuyện này trước mặt tôi? Trời ơi. Tôi mà ra ngoài đây được là chết, chết kiều ơi, là chết. Trời ơi. Trời ơi, là trời ơi, trời ơi, trời ơi, có biết tim tôi đau không? Hả? Tại sao vậy? Ủa, mình làm gì vậy? Trời ơi, nè nè, ông quay qua đây, qua đây, qua đây. Trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa, trời ơi, tại sao vậy? Tại sao? Trời ơi, trời ơi. Thấy không, ông thấy không? Thôi ra. Mặc dù có yêu thiệt đó, nhưng mà nhéo đau là quạo, nha. Trời ơi, nó trước mắt cho tôi. Trời ơi, tôi mà bay ra được còn nó chết với tôi. Chết cái gì? Ủa mà cười vậy thì ta là vợ chồng thì ta ôm nhau đó là chuyện bình thường mà. Tôi thấy không bình thường. Không bình thường là với điều kiện là như mà bay vô mà ngồi vị trí này là tôi báo người bắt cái Như liền á. Cái đó mới không bình thường. Ông mới tào lao á, làm gì bắt tôi? Xong mắt, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Thì ông thử nghĩ coi,
Tại sao cái vị trí đó là Hoàng Kiều mà không phải là Nhừ? Nhừ, chỉ có Nhừ thôi. Trời ơi, Nhừ mà ngồi kế bên cậu kia chứ vậy. Trời ơi, không gian này nó hoàn hảo bao nhiêu, nó lãng mạn biết bao nhiêu. Không, không lãng mạn, thề luôn, hứa thề không lãng mạn, rất lãng nhách. Tại sao lãng nhách? Người ta đã có đôi có cặp, ông trời sinh ra đã đặt để như vậy rồi. Nếu như Nhừ ở vị trí đó, tôi sẽ thay thế cậu kia. Lúc đó chúng ta chung đôi với nhau. Đẹp đôi cỡ nào? Con khỉ vậy, đẹp biết bao nhiêu? Cái gì? Tào lao biết bao nhiêu thì có. Tào lao? Ông nghĩ ông là ai vậy? Làm sao mà ông so sánh được với cậu Kiên? Trời ơi, cậu Kiên là một sói ca. Tôi cũng sói ca. Hả? Tôi cũng là sói ca mà. Ông mà là sói ca hả? Chứ thì sao? Ông sáng chói thì có. Sáng chói là gì? Sói tráng á. Ghê khó cua thiệt chứ. Thưa Dượng, thưa mẹ, con mới về. Ủa con? Ủa sao về trễ vậy? Dạ, tại con lo giải quyết một số việc ở công ty, xem là khách hàng họ muốn cái gì á Dượng. Dượng ơi, Dượng cho con xin phép là được đi tỉnh với chị Hạ để phụ trễ hỗ trợ khách hàng nha Dượng. Ừ, con đi đi. Lát ngày Dượng sẽ gặp chú Khôi xem phương án giải quyết như thế nào, và Dượng báo cho con biết nha. Dạ. Con xin phép lên phòng trước. Thưa Dượng, thưa mẹ con đi. Ừ, nghỉ sớm đi con. Dạ. Anh chưa nói cho em biết, ở trong công ty á, Ngân giỏi lắm. Hợp đồng vừa rồi á, nếu không có Ngân can thiệp á, công ty mình á, sẽ lỗ một số vốn rất là lớn. Thiệt vậy hả anh? Vậy mà em cứ lo là bé Ngân nó không làm được việc, anh lại vì em mà du di cho con nó đó. Con giỏi hơn em tưởng đó. Thôi, cũng khuya rồi, anh đưa em lên phòng nghỉ nha. Anh gặp chú Khôi bàn công việc một chút. Dạ. Đứa nào đứa nấy màu sắc hôm nay đẹp quá nha. Ngủ quá, ngủ quá. Nói chuyện với cá nữa hả? Khôi, hồi nãy anh thấy bé Ngân về trễ. Con bé làm việc rất có trách nhiệm. Dạ đúng rồi. Cái đó là không cần phải bàn cãi. Anh thấy dự án Phước Hải á, em để Hạ làm á, có vẻ không ổn lắm. Thực ra thì em cũng tính đổi người khác. Hồi nãy Ngân có xin anh là cùng với Hạ làm về dự án đó, em thấy sao? Vậy thì càng tốt. Ngân là trợ lý của em, cho nên anh phải thông qua em một chút. Nhưng mà anh cũng suy nghĩ lại, một dự án lớn như vậy mà để hai nhân viên đi làm thì có vẻ không tôn trọng đối tác cho lắm. Anh nói vậy là em phải có mặt. Mặc dù là bên đối tác á có nói là cho người ta có thời gian suy nghĩ, nhưng mà anh nghĩ nếu mà em đi á thì dự án này có vẻ sẽ thành công hơn. Nhưng mà đi phải bớt lại một người nha, tại vì chi phí phát sinh sẽ lớn. Anh nói vậy là em phải đi cùng với một trong hai người. Ý anh là em đi với Ngân. Ok, được hết. Vậy nha, quyết định vậy đi. Dạ. Rồi, nói chuyện tiếp với cá đi. Anh về phòng đây. Rồi, nha. Anh ăn ngủ ngon. Ừ, em ngủ ngon. Ở công ty có chuyện gì hả? Dạ, giám đốc mới vừa thông báo á, là những dự án của con á, sẽ giao lại cho Ngân làm hết. Tất cả những chuyện công ty tôi đã giao hết cho thằng Kiên với thằng Khôi rồi. Tại sao không nói nó mà lại nói với tôi? Dạ thì con biết là vậy, nhưng mà bây giờ bà thử vô công ty đi, thấy hai chú cháu họ cứ tối ngày đi tò tò với nhau hoài à. Rồi bây giờ người ta nhìn vô, người ta sẽ nghĩ rằng là công ty của mình nó toàn là đưa người nhà vô làm. Còn tối ngày cứ nghe là chú con nghe nó sao sao á bà. À quên nữa, giống như chuyện lần này cũng vậy nè. Tự nhiên á, đáng lý con á sẽ là người đi công tác,
Mà giám đốc Khôi tự nhiên nói là bây giờ con không cần phải đi nữa, mà là giám đốc Khôi sẽ đi, rồi có thêm Ngân nữa. Chỉ có hai đứa nó đi thôi à? Dạ phải. Mà không có riêng về dự án Phước Hải không đâu, còn cả hai dự án của EU nữa. Con làm sai có chút xíu chuyện à, mà Ngân không có nói với con, đi thẳng tới phòng giám đốc á, mét với giám đốc, rồi đẩy con ra khỏi hai dự án đó luôn. Tất cả mọi chuyện ở công ty tôi không dính dáng vào nữa. Và một khi mà thằng Kiên hay thằng Khôi nó có quyết định gì là có lý do của tụi nó. Thôi thì cô làm tốt cái nhiệm vụ của mình đi. Tôi nghĩ là cô cũng sẽ có cơ hội thăng tiến thôi. Có chuyện này tôi muốn nhờ cô giúp. Cháu nội của tôi nó còn nhỏ lắm, còn nông nổi, với lại có thể là nó sẽ ý y vào dượng và mẹ của nó, cho nên tính tình hơi ngang ngược, hoặc là nhiều khi có những quyết định không đúng đắn. Thì thôi, có gì cô chú ý giám sát nó giùm, rồi báo cho tôi biết để tôi còn kịp thời uống nắng nó. Ủa, ý bà nói là con chú ý tới Ngân hả? Ừ, chú ý giám sát nó giùm cho tôi. Mình chỉ muốn cho nó tốt thôi. Nếu cần thử thách nó thì cô cứ việc thử, chủ yếu là làm cho nó trưởng thành. Dạ, con hiểu rồi. Trời ơi, xin lỗi, xin lỗi nha. Tại lo lựa đồ quá mới trễ á. Đợi lâu không vậy? Muốn mọc rễ ở đây luôn á. Trời ơi, mua gì sao mà quá trời vậy? Sao mua cốc mà mua nước? Hết tiền rồi, sao lại đây mà không biết mua nước? Thôi ăn tạm cũng được. Mua gì quá vậy? Tôi gấp được đi biển rồi đó. Nên là mua đồ đầy đủ để chuẩn bị đi biển đến nơi mà tôi thích nhất. Ủa không tiếc tiền nữa là sao mà mua đồ quá trời vậy? Tiếc sao không tiếc? Tiếc hồi hồi luôn á. Nhưng mà có những cái mình cần phải chi là mình chi, hiểu không? Hiểu rồi. Con người ta bây giờ sống trong nhung lụa nè, có tài xế đưa đi rước về nè, nên đâu còn tiết tiền gì nữa. Dám đâu. Sống trong nhung lụa hả? Sống trong một cái căn nhà lạnh lùng thì có. Nhất là ông chú của tôi á, lúc nào mặt cũng khó ưa hết trơn. Nhất cử nhất động trong cái nhà đó đều bị để ý hết. Ê, tôi thấy ông chú đẹp trai với lại tính cũng được lắm mà sao chê dữ vậy? Đẹp trai? Thì nhìn cũng được được đi. Nhưng mà tính hả? Lạnh lùng khó ưa lắm. Ừ, biết rồi. Tôi không biết. Tùy con. Đó, lúc nào cũng vậy hết trơn á. Trời ơi, làm giống như ai ăn hết củ của ổng vậy á. Còn bà nội á, thì gì cũng bị để ý, khó tính lắm. Ê, sao nghe nói hồi giống như cái nhà đó ai cũng bán nước đá vậy, lạnh vậy hả? Ừ, mặt lúc nào cũng căng cứng nè, như căng chỉ vậy á. Không có một nụ cười luôn. Ghê vậy? Ừ, tôi nói thiệt chứ bộ. Chắc là mấy người nhà giàu sống vậy á, mình chưa già nên chưa biết. Ừ. Hẹn bà ra đây, mục đích quan trọng nhất. Chuyện gì vậy? Tôi về quê. Tôi biết mà, trước sau gì bà cũng về quê lập nghiệp bỏ tôi. Ôi cầm ơi, tôi sẽ nhớ bà lắm luôn. Đi ghê quá đi. Về quê không có ai làm phiền, chán thiệt. Cái bà này. Tôi cũng nhớ bà mà, nhưng mà tôi buộc phải về quê thôi. Với lại tôi về quê rồi. Ê, chắc tôi khó lên đây thăm bà lắm á. Bà về quê thăm tôi nha. Thì nếu có dịp thì tôi về quê thăm bà. Nhưng mà bà cũng phải lên thăm tôi nha. Quyết định gì đi. Hứa nha. Vô đi. Bà ơi. Bà ơi. Bà. Dạ, bà cho gọi con à? Tôi có vài điều muốn dặn cậu. Cậu sắp sửa đưa Khôi và Ngân đi công tác. Dạ. Tôi muốn cậu phải để ý cử chỉ hành động của hai người đó, rồi có gì báo cho tôi biết. Dạ. Nè,
Cậu nhớ phải can thiệp vào những tình huống nguy hiểm của hai người đó. Dạ không, con thấy nếu như mà cứ nhìn hai người đó mà không lo tập trung lái là mới nguy hiểm nha. Ý của tôi á, tình huống nguy hiểm có nghĩa là hai người họ ở riêng với nhau thì lúc đó cậu cần phải can thiệp. Bà ơi, nếu mà ở riêng con là người thứ ba liệu có mất lịch sự không bà? Quá mất lịch sự. Đúng rồi. Cậu chỉ cần gọi điện báo cho tôi biết thôi là được rồi, hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Rồi, đi đi. Dạ, dạ thưa bạn đi. Cái gì mà gấp quá vậy? Đi biển mà chú, phải nhanh lên chứ. Thích biển lắm hả? Mà thiệt á, thí dụ mà chú nói chuyện với con á, chú có thể nói như vậy nè: Ngân ơi, bộ con thích đi biển lắm hả? Vậy nghe dễ thương không? Lúc nào cũng thích biển lắm hả? Đói chưa? Đi đâu vậy? Trời ơi. Nói vậy là sao? Thì nói chuyện với con chả phải nói vậy người ta mới nể được chứ. Dạ luôn Ngân nghe. Dạ alo. Alo anh ơi. Chú ơi, người ta không ký hợp đồng với mình nữa. Giờ làm sao chú? Cậu Khôi, trời ơi, sao cậu không để tôi xách cho cậu xách gì? Bà biết được bà gầy tôi chết đó. Đợi chú lâu quá. Phải, tại vì cái chỗ bãi xe nó xa quá, khi tôi đưa xe qua bãi cái chạy về tới đây cái sực nhớ là để quên điện thoại, quay lại nó lấy cái điện thoại quay về đây mất một khoảng thời gian luôn. Thực sự là lỗi bãi xe chứ không phải lỗi tôi. Thôi bây giờ nè, để tôi mang về phòng. Thôi được rồi, tôi làm được. Hả? Đi về phòng đi, khi nào cần tôi gọi. Dạ, dạ chị thôi, tôi về phòng nha. Có gì à, alo tôi nha. Rồi. Để chú mở cửa cho con. Cái gì vậy? Đâu được. Làm gì không được? Trời ơi, mới hớ hên cái là có chuyện xảy ra liền vậy trời. Ông bà xưa nói, làm ơn cậu ơi. Ông bà xưa nói không có sai mà, đúng không? Nói cái gì? Thì sao đưa vô phòng, trời ơi, nam nữ thọ bất thân. Sao đưa vô phòng được? Tôi làm cái gì mà nói vậy? Trời ơi, lửa gần gớm nó, lâu ngày nó cũng bén. Mới gần chút xíu bén liền vậy sao? Tôi đưa vô giùm. Đưa vô giùm mà có vô trong đó luôn không? Rồi nó làm gì? Ai biết? Có phòng mà. Vô đó làm chuyện, ai biết chuyện gì? Đừng có nói tầm bậy nha. Đi hai phòng. Dạ. Thôi, này xin lỗi cậu nha. Thôi, để tôi làm luôn đi. Thôi, được rồi, tôi mở luôn. Cô Ngân. Vô. Vô đây nè. Chết tôi rồi.
Trời ơi là trời, bây giờ không hẹn trong phòng mà hẹn ngoài, ngoài bờ cỏ mới ghê chứ. Mà đâu ai ra lộ thiên kiểu đó. Sợ chung phòng thôi. Đi ghi vô. Ủa? Còn giờ sao ta không lẽ giờ đi theo dõi ta? Vô lý đâu cần phải theo dõi. Thôi, không có bà ở đây. Về ngủ cho chắc. Quá mệt rồi. Chú. Chào chú. Tôi đã gọi điện là không hợp tác. Còn dám thách thức luôn cả đối tác. Con chỉ muốn là chú Hoàng biết là mình có phương án dự phòng thôi. Hay lắm. Chắc chắn là chú ấy sẽ nghĩ tới quyền lợi mà. Đó là yếu tố quan trọng trong kinh doanh. Con nghĩ nếu như mình muốn thu mua trực tiếp từ ngư dân thì chắc chắn mình phải có người nằm vùng ở đây. Mình phải có một người chịu trách nhiệm về khâu sơ chế, chế biến sản phẩm. Rồi thêm có một người nữa là chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm nữa. Vậy thì chỉ bằng thuyết phục được chú Hoàng những tốt hơn. Nhìn nhận vấn đề rất tốt, giỏi. Chú có thể không nói chuyện cọc lóc vậy được không? Con quản được chú sao? Không. Không thì ăn đi. Tâm, hôm nay á là tôi sẽ về sớm cho nên là có người làm giùm tôi rồi, cho nên là cứ để bàn tiệc đó cho tôi nha. Trời trời. Trời ơi, công nhận á, không có sếp ở công ty nó thoải mái gì đâu. Cái bầu không khí cũng cảm giác nó trong lành hơn, không có một miếng ngọt ngạt nào hết trơn. Làm thế ghê không? Bởi bà có người làm giùm rồi đó nên là tối nay đi chơi nó thoải mái nè. Nhưng mà xin phép là sếp vừa mới đi công tác cái là anh Nguyên trốn liền. Nè, cái này là em sai nha. Bữa nay á là anh Nguyên đi thuyết trình với đối tác về cái dự án mà xuất khẩu gừng qua bên Nhật đó. Ủa ghê vậy. Em xin lỗi anh Nguyên nhiều. Đây đây, cái sự thiếu vắng mà buồn bã của công ty mình là ở đây. Thấy không? Không có bé Ngân có tự nhiên á, cảm giác nó sao sao á. Thấy phòng trống vắng liền. Ủa, bản thân em thấy á, đâu có gì đâu mà sao sao chị. Vấn đề á là còn có người khác á thì buồn tới 10 lần đúng không? Sao vậy mọi người? Tự nhiên vậy ai cũng buồn mà chứ phải có mình em buồn đâu đúng không? Gì vậy? Có tật rụt rịch. Ai nói không buồn đâu. Cười quá tự nhiên cái nói ngân ngân. Ôi. Nè nè nè. Nãy giờ á hình như có người không có lên tiếng á ta. Đúng rồi, nãy giờ có người làm thinh á không nói câu nào. Ủa, trong phòng mình có người khác hả mọi người? Công ty mình còn người nào nữa vậy? Thì tại vì em đang không vui cho nên em không thích nói được không? Ủa mắc gì bà không vui? Chứ mọi người không thấy hả? Hết lần này tới lần khác Ngân toàn là hớt tay trên em không à. Em bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Hà ơi, nói gì vậy? Em có bị vấn đề gì không vậy? Hả? Em nói sao? Em có làm được cái gì đâu mà em nói là Ngân hớt tay trên của em. Ủa, mọi người sao vậy? Quên hết rồi hả? Hai cái dự án lớn nhất của công ty là một tay em làm từ đầu đến cuối. Bây giờ cuối cùng bị người ta hớt tay trên. Không nhớ gì hết hả? Chị nghĩ ở đây cái người quên là em á. Để chị nhắc cho em nhớ nha. Mọi người không ai phủ nhận cái chuyện là hai dự án đó từ đầu là do em theo. Nhưng ai, ai đã sai sót để cuối cùng á Ngân phải là người hốt nè, người dọn hết những cái đó cho em. Nếu như không có Ngân á, có phải á là em phải đền hai cái dự án đó không hả? Nè, em thấy mọi người á đang bị cái vẻ ngây thơ dễ thương của Ngân á mua chuộc hết rồi phải không? Làm gì cứ binh chầm chầm vậy? Hà, tôi thấy á là Ngân không có dùng cái vẻ ngây thơ để mua chuộc ai hết á. Đúng, mà tại vì bà khó ưa quá cho nên á cho dù bây giờ bà có mua chuộc á cũng ai binh, hiểu không? Ừ.
mệt luôn. Giờ gọi điện thoại báo cáo cho bà biết tình hình ngày hôm nay. Dạ bà. Dạ bà yên tâm đi. Con theo sát luôn nha. Dạ không rời một bước nha. Hình ở đó là bóng ở đây. Dạ. Bóng không cách xa hình. Dạ. Không có trường hợp nào nguy hiểm hết. Dạ. À dạ cũng có. Có một trường hợp nguy hiểm nhưng mà con dập tắt liền. Con sẽ theo sát. Dạ dạ dạ. Chà, không biết giờ Nhừ đang làm gì ta. Ở trong một cái khung cảnh như thế này mà có Nhừ thì một ngày nào đó mình sẽ dắt Nhừ ra đây, mình sẽ dắt Nhừ đi tắm biển, đi lặn nhìn san hô. Chắc lúc đó Nhừ vui lắm, gọi điện thoại khoe với Nhừ. Chắc nghe giọng mình bà sẽ vui lắm đây. Gọi túi gì cha nội? Thiệt á. Đang ngồi ở khung cảnh lãng mạn nè, thì đó đang suy nghĩ được một bài thơ gọi để đọc cho Nhừ nghe. Ở đây sóng biển ào ào, nhớ Nhừ nên cũng cồn cào ruột gan. Dẹp mấy cái thơ đau bao tử của ông đi nha. Trời ơi, thơ hay gì mà đau bao tử cái gì. Ở nhà công chuyện tôi làm không hết, ông đi chơi sướng thêm một đội gì nữa. Sướng chỗ nào? Trời đất ơi, Nhừ ơi là Nhừ. Mang tiếng là đi du lịch nhưng thật sự từ sáng giờ mệt muốn chết. Lúc nào cũng phải theo sát cậu 24/24. Không được bỏ sót cậu. Bây giờ hai cái chân nó rã rời luôn à. Thôi bây giờ đừng nhắc chuyện đó nữa. Tự nhiên giờ nên có một bài thơ nữa. Thôi không có nói chuyện tào lao nữa. Cúp máy. Alo. Công nhận ghế này khó cua thiệt chứ. Cái này làm gì ta? Ngắm hoàng hôn trên biển, nhặt sỏi, tan tành hết rồi cầm bôi thôi. Cầm, tôi bận rồi, lát tôi gọi lại sao nha. Cái vỏ ốc đẹp quá vậy, sao chú có? Mua. Chú vừa mới mua đó con. Chú nói vậy được không? Mua, cái gì mà lúc nào cũng cọc lóc, hỏng chủ ngữ, hỏng vị ngữ gì hết trơn á. Khó chịu với sợ. Không có ra biển được tại thời tiết xấu. Nghe tiếng sóng biển qua vỏ ốc cũng được. Cái chuyện cũ rích vậy mà cũng làm cho con hứng thú sao? Chú thiệt là biết làm người ta mất cảm xúc á. Sự thật thì mất lòng. Không hiểu sao á, mối tình đầu của chú quen được chú nữa, gặp con là ông bỏ lâu rồi. Con xin lỗi chú, con không cố ý. Ngày mai chú sẽ đưa con đến. Chú lúc nào cũng thái độ vậy. Con nói thiệt á, là chú sẽ ế hoài, ế hoài, ế hoài. Cái này cho chú á, chú để dành nha. Nếu mà chú ghét ai á, hay ai nói chuyện cọc lóc, cọc cằn á, chú chọi người đó cho con. Bé này. Chú không muốn cho con ăn, muốn tặng để nhìn thôi đúng không? Tôi biết mua loại nhiều ớt. Không phải, con đừng hiểu lầm chú. Loại nhiều ớt ăn để phun lửa vô những người mà nói chuyện sóc ốc giống như con nói gì đó. Chú. Con ăn ngon miệng nha. Chú về phòng.
mua gà cho ăn mà những nỗi nóng được. Đúng là con gái. Ghi vô. Cậu Khôi mua cho hẳn một con gà, nhưng Ngân vẫn tức giận và chê ít. Khăn. Nhưng mà chúng ta là người làm kinh tế, đừng có để cảm xúc chi phối. Con hy vọng chú Hoàng sẽ thấy được thiện chí của mình. Mà chú nè, con tin chắc á là con sẽ có cách thuyết phục được chú Hoàng. Sao cô lì quá vậy? Tôi đã nói là tôi không bán. Dạ thưa chú, con đã tìm hiểu về các ngư dân. Bên con sẽ hỗ trợ cho ngư dân mỗi khi thiên tai hay là tàu bè không thể ra khơi. Ngoài ra cũng sẽ cam kết là thu mua với giá tốt. Với lại sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, đóng gói, sấy khô, làm sao cho sản phẩm an toàn vệ sinh hơn. Đi biển là một cái nghề vất vả, đôi khi đánh đổi cả mạng sống nữa cô à. Nhưng mà đã là dân biển thì đâu có nghề nào khác đâu, nên được lòng nào chúng tôi cũng quý hết trơn á. Dạ con biết. Nhưng mà chú cứ nghĩ đi, nếu như mỗi hộ thu nhập bình quân là 5 triệu một tháng, tháng nào cũng có, như vậy thì cuộc sống sẽ không có bấp bênh nữa. Với lại bên con cũng sẽ ký thêm phụ lục hợp đồng dài hạn, là sẽ thay đổi giá, điều chỉnh phù hợp với giá từng năm. Chú thấy sao chú? Cô cho chúng tôi nhiều quyền lợi như vậy, không sợ chúng tôi lật kèo à? Dạ, con đã xuống tìm hiểu ngư dân. Con thấy là cuộc sống của họ rất là khó khăn. Mà con biết chú cũng là người có tâm, muốn giúp cho ngư dân vượt khó, với lại bán sản phẩm với giá tốt. Nên con nghĩ không có lý do gì mà chú không ký hợp đồng với Thiên Trường cả. Thật ra thì tôi cũng theo dõi việc cô làm. Tôi thấy cô rất quan tâm với ngư dân, cho nên tôi muốn thử thách cô một chút. Thiên Trường mà có những nhân viên như cô, lớn mạnh là phải. Tôi đồng ý ký hợp đồng với Thiên Trường. Dạ, con cảm ơn chú. Chúc hợp tác vui vẻ. Dạ. Dạ, con mời mẹ ăn trái cây. Ừ. Dưa ngọt không mẹ? Ừ. Em ơi. Em. Dạ. À, con gái gọi điện cho em nè. À, vậy hả anh? Mẹ nghe đây con gái. Sao? Con đã thuyết phục được họ rồi hả? Đang chờ ký hợp đồng hả con? Con gái của mẹ giỏi quá à. Mẹ chuẩn bị mừng sinh nhật cho con nha. Anh ơi, bé Ngân và chú Khôi đã thuyết phục được đối tác ký hợp đồng với Thiên Trường rồi đó. Tốt quá. Dạ. Anh cử bé Ngân đi là không sai mà. Anh phải gọi điện hỏi kỹ Khôi mới được. Dạ. Dạ thưa mẹ. Ôi, công trạng mới có chút xíu, nhiều nhặn gì, làm quá. Là chú hả? Chứ con tưởng ai? Một là tên xấu xa, hai là soái ca. Con nghĩ chú là một hay hai? Con nghĩ chú là một nhiều hơn á. Một cũng được. Đi theo chú sẽ có bất ngờ cho con. Cảm ơn. Con ngồi đi. Thiệt với chú á, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của con được tổ chức sinh nhật kiểu này á. Ủa mà sao chú biết hôm nay sinh nhật của con vậy? Bí mật.
bí mật nữa. Nhưng mà chú cũng chu đáo thiệt. Con nói vậy chú là người hời hợt sao? Không phải à, thì à, bình thường chú lạnh lùng khó chịu thôi à. Cũng đúng. Mà con thấy nha, sao cái cách chú đối xử với mọi người, à mà không, loài người mới đúng, nó khác lắm kìa. Khác cách chú đối xử với mấy con cá lê thi ở nhà của chú lắm. Con đoán có khi nào kiếp trước chú là cá lê thi không? Bởi vậy á, khi mà chú tiếp xúc với mấy em cá lê thi, chú mới gần gũi như vậy. Chú không biết đâu, lúc mà chú chăm sóc, nói chuyện, tâm sự với mấy em đó, chú như một người khác hoàn toàn, từng ly từng tí một. Nếu như mà chú chuyển cái cách đối xử đó qua với mọi người á, thì tốt hơn biết bao nhiêu. Dù sao nó cũng gắn với những kỷ niệm buồn của chú. Bớt lý sự đi, con nít đừng có lý sự nhiều. Gia đình trọn vẹn nha. Đốt nến, đốt đèn cày, đốt đèn cày. Anh chụp đi. Để em gửi hình cho con nha. Cả cái resort thì nãy giờ không thấy. Có chuyện gì chắc bà chủ không dám nghĩ tới luôn á trời. Đau buồn hả? Cậu mở một bánh kem về ăn một mình, chắc mừng kỷ niệm gì đây. Vô đi. Bà, chuyện gì vậy? Ở dưới phòng khách đang linh đình dưới á bà. Con không biết cậu mở tổ chức cái gì mà có bánh kem nữa. Mà hai người thân mật lắm. Cái cậu lấy bánh kem đút cho mợ ăn, rồi chụp hình nữa bà. Vậy sao? Dạ. Mà con thấy ngộ quá. Khi mà tổ chức cái gì là phải có bà chứ. Hai người đang lúp lén làm sao á. Chỉ có ăn bánh kem thôi mà. Dạ thì ăn bánh kem. Nhưng mà con nghi lắm. Con nghi là mợ đang có cái âm mưu gì đang xúi dục cậu hai á bà. Xúi dục gì? Ai đó? Dạ mẹ ơi, con vào được không? Vô đi. Cậu im ắng quá gì trời. Không lẽ cậu Khôi không ở trong phòng? Ủa sao, sao trong ngọng bẩn ngưng. Ủa sao trong ngọng quân ầm ầm vậy trời. Im lặng. Ầm ầm. Trời ơi. Trời ơi ghê quá vậy trời. Trời ơi cái gì mà mạnh bảo ầm ầm vậy trời.
Trời ơi, bây giờ không được rồi, phải gọi điện thoại cho bà. Khoan đã, gọi cho bà phải có bằng chứng chứ. Không có bằng chứng, nói sao bà tin? Đạp cửa xông vô. Mà không được, xông vô kiểu đó, lỡ không có cậu Khôi, có một mình cô Ngân, trời ơi lớn chuyện à, không giỡn đâu. Thôi ngồi đây đi, sáng ra phát hiện hai người ra khỏi phòng là chụp liền tại chỗ. Trời đất ơi, chị làm gì chị ngồi bần thần mà tôi đi vô tới đây mà chị cũng không hay nữa vậy? Anh mới tới, ngồi chơi anh. À, sao hôm nay thấy sắc mặt hình như không khỏe phải không? Mấy ngày hôm nay mất ngủ cho nên tôi hơi mệt, anh uống trà. Mất ngủ đúng không? Nay tôi có đem cái này qua cho chị nè. Đó, này không phải hoa tươi đâu nha, này cũng hoa mà bà, trà, trà hoa cúc trị mất ngủ hay lắm. Ủa sao anh biết tôi mất ngủ mà anh đem qua anh tặng cho tôi? Ở đâu, tôi đâu có biết đâu, hình như là thần giao cách cảm. Tôi cũng bị mất ngủ bữa giờ nè, cái cháu tôi ở nhà nó mới gửi cho cái này là tự tay nó làm nha. Tiếng Anh ta kêu là organic rồi handmade á, tức là không có thuốc trừ sâu mà tự làm luôn, uống tốt lắm nha chị. Dạ. Cảm ơn anh nha. Để tôi kêu con Nhự nó pha trà cho mình uống, rồi sẵn ngồi đợi chị qua chị Trúc tới nói chuyện cho vui. Cái gì? Mấy bà qua dắt tôi đi về quá. Ủa sao vậy? Tại tôi qua tôi thăm chị mà, tôi nói chuyện với chị chứ. Vậy lại mấy bà qua mấy bà toàn là nói cái gì đâu không à. Cũng may á nha, cũng may là chị là biết suy nghĩ á, chứ chị mà nghe lời mấy bà á nha, chết luôn á, con cái nó khổ lắm. Sao anh cũng thấy vậy hả? Chứ giờ chị nghĩ coi, thằng Kiên thằng Khôi tụi nó lớn hết rồi, đúng không? Mà hên là tụi nó biết suy nghĩ nữa. Rồi bây giờ thêm con dâu nè, thêm cháu nội nữa, gia đình đời quê quá rồi. Bây giờ tôi nghĩ thôi chị bu hết cho tụi nó tự lo, hư đâu chị ôm vô trong người gì cho nó mệt đầu mệt óc rồi ngủ không được nữa. Tôi nói thật với anh, cả cuộc đời của tôi hy sinh vì cái gia đình này. Lúc còn trẻ thì cố gắng gầy dựng công ty, đến lúc già thì phải lo cho con, cho cháu. Chị bởi vậy tôi mới nói chị thôi buông hết đi. Bây giờ mình phải lo cho mình, ai cũng có một cuộc đời à, mình sống cho mình chứ. Rồi mình chịu khó mình nhìn xung quanh, cứ người nào người ta quan tâm tới mình để mà mình đền đáp lại nữa, khổ lắm. Thôi anh ngồi đây chơi nha, để tôi đem trà vô cho con Như nó pha rồi mình uống, đợi mấy bà bạn tới luôn. Anh đợi tôi nha. Ê ơi, Như hớ miệng thì sao quá ta. Chú Ninh. Ủa sao chú ở trước cửa phòng con vậy? Chú kiếm gì vậy? Cậu Khôi đâu? Chú Khôi sẽ ở phòng chú Khôi, sao ở phòng con được mà chú kiếm ở đây? Sao tôi biết được, đúng không? Lỡ như tối đi qua đi lại sao tôi biết được? Tôi phải biết trước để tôi cản này chứ, đúng không? Con nói là không có mà. Nè, chú đừng có nhìn, nó không có nè, nè đó, chú thấy rõ ràng không? Đâu có ai đâu. Con đã nói là không có mà. Phòng có cửa sổ. Dạ thưa mẹ, con mới về. Mẹ, con nhớ mẹ quá à. Dạ, thưa nội, con mới về. Về đến nhà, thấy người lớn thì phải biết chào hỏi trước chứ, phải đợi nhắc nhở hả? Dạ, nhiều khi cháu Ngân nhớ chị hai quá,
Cũng giống như con nhớ mẹ nên quên chào mẹ đó mà. Con không biết nhớ mẹ hả? Vậy mà mẹ tưởng là con đã quên mẹ rồi đó. Lo vụ hợp đồng, rồi lo luôn vụ sinh nhật của cháu, làm gì nhớ người mẹ này. Dạ. 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 Đi rửa xe. Xe ở đâu? Dạ, xe ngoài sân. Con đi đường xa về thấy hơi mệt, con lên phòng trước, mọi người cứ ăn đi. Ừ. Còn con nữa, Ngân, đi đường xa chắc mệt, có cần phải nghỉ ngơi không? Ừ, dạ, con không sao đâu nội, để con phụ dì Như dọn cơm. Tôi nghe nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I love you, I love you. Chúc mừng sinh nhật muộn nha bà bạn. Không có được thân lắm. Vậy mà tôi tưởng là có người không nhớ sinh nhật của tôi chứ. Ý trời. Chúc muộn có ngày thôi mà giận hả? Về thành phố chưa? Về đi, rồi em chạy lên em bù cho chị nha. Trời đất ơi, tội nghiệp ghê, thương thương. Đi công tác ngay ngày sinh nhật, chứ không ai tổ chức sinh nhật cho đâu hả? Thật ra là có đó. Mẹ bà chạy xuống tới nơi để tổ chức sinh nhật cho bà luôn hả? Không phải, là chú Khôi. Vậy? Ông chú máu lạnh đó đó hả? Nó nhỏ nhỏ thôi. Tại tôi bất ngờ quá. Ê tôi thấy có gì kỳ kỳ nha. Ủa không phải bà nói bà với ổng là khắc khẩu, ghét nhau lắm, không có ưa nhau hả? Sao tự nhiên ổng tốt đột xuất vậy? Nhớ ngày sinh nhật rồi tổ chức sinh nhật cho bà nữa. Sao tôi biết được? À thôi. Tôi biết rồi. Chắc là nghĩ là bà sẽ đem được hộp đầm gì cho ổng á. Mà cầm nè, tôi thấy sao lần này á có cái cảm giác gì đó đặc biệt hơn á. Có thể nói gì cho tôi hiểu được không? Cảm nhận là cảm nhận cái gì? Thì cái cảm giác mà trước khi tổ chức sinh nhật cho tôi á. Thì tại vì từ đó giờ bà cứ đón sinh nhật với là mẹ bà hoặc là với tôi thôi. Giờ không có mẹ bà đó, không có tôi đó, xong mà ông chú tổ chức cho thì cảm giác lạ lạ cũng bình thường. Không phải, ý tôi là cảm giác này giống như là tình cảm á. Tôi có cuộc gọi là công việc, có gì tôi gọi là sau nha. Ừ. Chuyến công tác thành công mỹ mãn của sếp Khôi và bé Ngân. Hợp đồng đã được ký thành công rồi. Sắp tới đây chúng ta có rất nhiều việc để làm đó. Sếp ơi, thời gian tới chắc là nhiều việc lắm, chứ không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi gì đâu ha sếp ha. Mình có làm bữa tiệc ăn mừng nào hôm nay không vậy sếp? Cô nói rất đúng. Sắp tới việc rất là nhiều, cho nên chúng ta tạm thời gác chuyện ăn uống vào một bên. Dạ. Tôi cần bản báo cáo về kháng khuẩn trong dự án Hướng Dương. 30 phút nữa đưa cho tôi xem. Vậy nha. Dạ. Dạ. Rõ. Rõ.
Trời ơi, công ty toàn tin vô mà sao tôi rầu túi ruột vậy nè. Ai làm gì bà rầu? Trời ơi, tôi tưởng là sẽ được ăn một bữa tiệc thật là no say, bà có hiểu không má hả? Ăn hoài, mập quá trời mập luôn. Bà tối ngày bà cứ nghĩ tới cái chuyện ăn không vậy? Ê, gì? Tôi mập bữa tôi ăn đồ bà nấu hay sao bà cạt khịa tôi hoài vậy? Ủa Ngân, sao em đi công tác có mấy ngày mà da em đen quá vậy? Em phải sương phơi nắng gì lắm hả? Dạ không sao đâu, em dưỡng vài ngày trắng lại liền à. Về dài này lãnh nhã nắng ra. Hợp đồng lần này á không cần phải tìm đối tác mới nữa. Chúng ta có thể ha tập trung vô dự án mới nè, tất cả là nhờ có em đó Ngân. Sếp của mình á tuy là chuyên môn rất là giỏi nhưng mà về cái mặt đàm phán á thì cần phải có người hỗ trợ, đúng không? Đúng. Trời ơi, cái này nha, người ta gọi là song long tại thiên trường đã song kiếm hợp bích rồi thì song xuôi hết tất cả mọi việc, đúng không? Đúng. Tôi thấy chỉ là ăn mai thôi. Nếu như mà tôi không có chuẩn bị kỹ thì có mà để thuyết phục người ta. Nữa, lúc nào cũng tranh công lần sau thì không hiểu luôn á. Em thấy chị Hà nói đúng mà. Thành công dự án lần này là công của tất cả mọi người trong công ty, chứ đâu có riêng gì mình em đâu. Lại bắt đầu diễn vai hoa hậu thân thiện. Hey. Tính ra bà giao cho mình cái nhiệm vụ thám tử này có bộ hơi bị ngon rồi nha. Lên đồ nhìn ông khác gì thám tử trong phim Hollywood luôn á trời. Chà. Giờ làm trách nhiệm với gia đình rồi. Về thôi bà con ơi. Về thôi. Ây da, nguyên một ngày rồi đó, quá mệt mỏi rồi. Ngân, em mới đi công tác về hay là hôm nay em nghỉ sớm đi? Dạ, em còn chút việc. Để em làm hết rồi em về được rồi anh. Tranh thủ nha. Dạ. Lại có người đang cố ghi điểm. Về thôi, về thôi. Ba thương nha, về trước. Dạ. Anh về trước nha. Ngon như về sớm luôn nha. Con. Xe chuẩn bị xong rồi. Về thôi cậu. Ăn bằng kỳ kỳ cục đi. Trẻ không? Tao lao là giỏi. Dạ. Đưa tôi mượn cái điện thoại coi. Dạ. Đồng ta. Đây có mặt kiên tôi thùi là gì thấy. Chắc để ngoài xe rồi. Đây nè. Không thấy được nguồn tiền. Mất kiến tối quá. Tối gì đây mất kiến đen. Đi về. Ủa, lại cũng không về luôn. Không. Sao tự nhiên hôm nay chú Ninh tốt với mình quá vậy? Chú không tận tay đưa mình mà nhắn tin.
Như à, Như ơi. Dạ. Kêu hai ba tiếng rồi mới dạ là sao? Dạ, con đang làm chuyện, dạ, bà gọi con. Kêu Ninh vô tôi biểu. Dạ. Dạ. Anh Ninh ơi. Dạ. Bà gọi vô họ biểu à? Dạ, bà hỏi chuyện gì con bà? Thì cái chuyện bà kêu con làm đó, sao rồi? Dạ, con làm hết rồi. Dạ, sáng ra con lau xe sạch sẽ rồi, cắt cây tỉa cành rồi nè, con nọ cắt cái hết. Rồi ngày mai con đưa xe đi bảo dưỡng, dạ, chăm nhớt đầy đủ luôn. Dạ, thưa bà. Hết à? Dạ, hết rồi, dạ. Công việc con có như đó thôi mà. À, chị đó hả? Ừ. Con gửi hết hình ảnh cho bà rồi mà. Rồi cậu có theo sát tụi nó không? Có chứ, trời ơi, như hình như bóng luôn á. Hình đây, bóng đây. Ừ. Chỉ trừ lúc con ngủ quên thôi, là hình đi mất tiêu con không biết. Ủa, tôi bỏ tiền ra để cho cậu ngủ à? Dạ không phải, nhưng mà à, có một cái chuyện này vô cùng quan trọng, con nghĩ là bà rất muốn biết. Ừ. Dạ đúng rồi đó bà. Hôm bữa đó là anh Ninh điện thoại về cho con kể, con nghe lãng mạn y như phim Hàn Quốc luôn á bà. Không ấy, bây giờ con như làm y chang vậy để bà hiểu rõ sự việc hôm đó như thế nào. Ừ. Bữa đó là có một cái bánh kem vậy đó. Rồi đưa bánh kem nè, em bưng đúng không? Ừ. Em à, chúc mừng sinh nhật em nha. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Em rất là hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên mà em được làm cái sinh nhật hoành tráng như vậy đó. Thổi đi em. Dạ. Hai người nói gì với mẹ tôi vậy? À, dạ, à, đâu có gì đâu cậu. Không có gì hết. Mẹ nhờ cậu Ninh làm công chuyện thôi. Ủa, giờ này tối rồi, con đi đâu vậy? Đi lên công ty lấy chút đồ, con để quên. Quên thì mai lấy, giờ này mà còn đi đâu? Ừ, dạ thưa nội, thưa chú, dạ con mới về. Con biết mấy giờ rồi không? Con gái con đứa, đi khuya kiểu này thiên hạ thấy người ta dị nghị thì sao? Dạ nói vậy là quen cho cổ quá vậy. Dạ thật sự là cổ ở trên công ty, con chứng kiến mà, không có đi đâu chơi hết, thiệt. Dạ. À, chú Ninh, cảm ơn hộp cháo gà của chú lúc nãy nha. Bảy hộp cháo đâu phải không? Khuya rồi chú cũng nên đi ngủ đi, để mai chở tôi đi làm sớm để gặp đối tác nữa. Ủa, nãy cậu nói là cậu đi lấy đồ mà. Mai lấy. Đẹp như mơ. À, vừa rồi, ngon. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ. Đúng như ta. Làm gì vậy? Làm gì vậy nè? Sao cái đó nó không bỏ vậy? Dơ sờn hoài vậy? Làm mà chị muốn làm gì vậy? Tôi nói lại một lần nữa nha, bỏ cái nết dơ sờn nghe chưa? Trời ơi, tao mới hồn con cái tám cái muốn sái qua hàm luôn á, thiệt tình luôn á. Hồn cái hết hồn hết vía à? Lúc nào cũng vậy hết á. Có ai mà có tình cảm như giống như tôi không? Yêu như một cách vô điều kiện. Trời ơi, yêu vô điều kiện. Đúng không? Không ai yêu mà làm kiểu đó hết á. Không ai yêu làm cái đó là sao? Nè nhìn tôi đi, tôi nói tình yêu tôi dành cho Như giống như là mây yêu gió, như chó yêu sương vậy. Con nói gì cũng nói lại thôi coi, tình yêu ông dành cho tôi thì sao? Như mây yêu gió, như chó yêu sương. Lãng mạn không? Ví một tình yêu vậy luôn hả? Cũng khôn lắm, tự nhiên người không chịu làm nữa làm chó. Mà cái chuyện làm thú làm gì đó là chuyện của ông. Ông đừng có lôi tôi vô cuộc rồi ông ví tôi như cục sương. Nè nếu mà để nó lãng mạn tình yêu thì ví tôi như là như bông như hoa. Như bông như hoa phải không? Có luôn. Trời ơi trời. Thơ văn một đống nè. Muốn một bông là xuất khẩu thành thơ liền. Giống như là tình yêu của tôi dành cho Như giống như là gì? Là lá yêu bông. Như mây yêu trời, như cây yêu phân bón. Ghê không? Trời ơi, lá yêu bông, mây yêu trời, cây yêu phân bón. Hồi nãy giờ tôi nghe ông tả, tôi chưa có hề thưởng thức được một cái mùi hương, mùi hoa nào ở đây nha. Dẹp đi nha, đừng có làm thơ nữa nha. Mà tôi nói thiệt á, cái cặp của cậu Khôi với bé Ngân người ta lãng mạn cỡ nào. Sao cái cặp này mỗi lần gặp nhau nó lãng nhách gì đâu á. Nếu mà ông so sánh tôi với cô Ngân thì được, bởi vì trẻ, đẹp. Ừ. Còn ông so sánh ông với cậu Khôi là không có cửa. Bởi vì cậu Khôi quá đẹp trai, cậu Khôi ở trên cao nè, ông ở tuốt ở dưới đây nè. Cách xa lắm nha, đừng có mơ nữa nha nha, nhanh đến nha. Tôi cũng đẹp mà. Không hề. Ê, ông nói tình yêu cậu Khôi với cô Ngân có thiệt hả? Không có trời. Bộ ông biết hả? Trời sao ông biết trời. Tôi đưa hai người đi mà hỏi tôi sao biết dạ trời. Phải không? Thiệt. Kể tôi nghe coi.
Thôi, không kể, tôi đi ngủ. Nè. Thôi, tôi không kể. Kể tôi nghe đi. Này là tự nắm tay tôi nha. Lại kể tôi nghe đi, mắc cười quá. Bây giờ tôi kể nha. Thì cũng được thôi, nhưng mà tại vì biết sao không? Sao? Tôi phải tưởng tượng ra thì câu chuyện nó mới sinh động được. Thì đúng rồi. Chứ giờ kể khơi khơi ra vậy, nó không sinh động câu chuyện. Thì tất nhiên rồi. Bây giờ tưởng tượng tôi là cậu Khôi. Là bé Ngân. Bé Ngân. Đó, thì à, tưởng tượng là bé Ngân nha. Bé Ngân nè, bé Ngân. Thì giữa một cái khu resort rất là thơ mộng, thì lúc đó cậu Khôi với bé Ngân tay trong tay nhau. Thiệt luôn hả? Trời ơi, chứ sao? Đứng xét chút xíu nữa. Đó, hai người đi, xong hai người tung tăng đi. Đi vậy hả? Đi vậy hả? Ngó bên kia thấy một cái quầy bán đồ lưu niệm. Đó, đi qua thì mua tặng cho bé Ngân một cái dây chuyền đeo cổ hình mấy cái vỏ ốc đó, đúng không? Thì bây giờ ở đây không có cái vòng đeo cổ. Bây giờ có cái nồi đi, bây giờ tưởng tượng đi. Tưởng tượng cái nồi này là cái vòng đeo cổ nha. Tưởng tượng đúng không? Đúng, tưởng tượng. Thì lúc đó bé Ngân cảm thấy trong lòng xao xuyến, cười một nụ cười rất là dễ thương, lúc má lúng lén cười, mắt hiếp lại luôn. Không cười vậy tôi giật lại quà, tôi nói thiệt luôn á. Đó. Nhưng trong cái lúc mà đang hạnh phúc tột đỉnh vậy thì bất ngờ có một cơn gió quái ác thổi một cái ao tới, cuốn còn mấy chuyền bay về vị trí này. Đó. Và hất mái tóc của bé Ngân lên đằng trước dài lên về luôn nè. Đó. Ủa gió nó hất tóc vậy luôn hả? Hất tóc như vậy? Vậy mới là gió quá. Sao giống bà điên vậy? Thì lúc đó cậu Khôi là thể hiện một người đàn ông ga lăng. Mới chạy lại vén mái tóc này qua một bên. Tay cậu Khôi vô tình chạm vào má bé Ngân. Bé Ngân rùng mình. Đó. Thì cậu Khôi mới tiến tới chụp luôn má bên đây. Trời. Đó. Xong rồi bé Ngân nhắm mắt lại. Đó. Cái mỏ dính lên. Thì cậu Khôi bà vô hung một nụ hôn nồng cháy. Nồng cháy ha. Không có cái hôn mà chưa tới. Buông ra. Tôi tán một bạc tay nữa là xéo cái quai hàm nha. Không cái đợt dê sờ một cái biến thái này nè. Nha. Ở đâu vậy? Kể cậu Khôi với là cô Ngân là tôi biết rồi. Tới cái nụ hôn là tôi biết, tôi tự tưởng tượng như thế nào rồi. Nhưng mà biết hôn sao không? Cái chuyện sao là tôi tự tưởng tượng. Để tôi hôn cho biết nè. Không. Muốn hoài đúng rồi thì tình nó khổ thì có. Đừng cách xa ra coi. Kể chuyện được rồi, tay chân hành động đồ làm thế ớn quá ha. Không có, tôi chỉ kể câu chuyện là cậu Khôi là như vậy chứ không phải là tôi. Thầy kể tôi biết rồi, ông đừng có làm. Trời ơi, người ta là người ta, bây giờ là tôi, đây là tôi là Như. Thôi, kể ông chịu thôi, vậy thôi. Thôi. Thôi đi à. Đi đâu? Chưa hết. Gì? Nghe nói nè, cô Ngân với cậu Khôi yêu nhau. Ừ. Quái đảng. Sao quái đảng? Tôi nói ngay từ đầu, tôi thắc mắc. Bà tôi nghi ngờ cũng rất là chính xác. Bởi vì tôi thấy hai mẹ con nó bước vô là tôi có cái khả nghi rồi. Có cái khả nghi gì? Đó bây giờ ông thấy rõ ràng chưa? Mẹ thì cưới được cậu hai. Ừ. Con thì quyến rũ cậu ba. Ừ. Thì ghê không? Chà. Ông thấy rõ ràng chưa? Nhưng mà nói ra mới để ý nha. Đó. Cha mặt con bé nó thấy hiền hiền vậy mà cũng ghê gớm như ta. Quá ghê luôn á. À. Ê. Dạ. Sao cái này nó hơi rối rối sao nha? Sao rối? Bởi vì bé Ngân là con của mợ hai. Ừ. Mà cậu hai là chồng của mợ hai. Mà cậu hai á là anh của cậu ba. Rồi bây giờ bé Ngân lấy cậu ba rồi kêu sao? Chà. Cái cách xưng hô á. Ừ ha. Tự nhiên cái cậu Khôi đang là em của cậu hai. Cậu kia. Ừ. Rồi tự nhiên lấy bé Ngân cái giờ kêu cậu kia bằng ba sao được? Thì đó, bà tôi mới nói rối trong cái cách xưng hô á. Rồi kêu bằng ba, kêu luôn bằng mẹ hả? Ừ. Trời ơi, sao được trời? Kỳ ta. Wow. Ý, cái này mới ghê nữa nè. Cái gì? Cái chuyện đó là vàng dưới thôi. Còn cái vàng trên nó mới ghê. Vàng trên là sao? Vàng trên là vàng bà chủ. Thí dụ như bây giờ bà chủ đang yên đang lành nè. Là có hai đứa con là cậu Kiên là cậu Khôi. Đúng. Đúng không? Thì cậu Khôi cậu Kiên lấy vợ thì đó là chuyện bình thường. Đúng. Và cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ, cậu Khôi có con. Ừ. Cậu Kiên có con. Không. Hai đứa con đó xưng hô nhau sao? Suy nghĩ đi. Cậu Khôi có con, cậu Kiên có con rồi hả? Chết rồi.
Nãy kể chuyện lớn quá, cậu Khôi nghe hết rồi. Đúng ông không, nói xấu người ta nói nhỏ nhỏ vừa đủ nghe thôi. La lớn kia để người ta nghe vậy. Ê, đang suy nghĩ. Chà, tại sao hồi nãy bé Ngân ói quá vậy? Đang suy nghĩ nè. À, ăn đồ không tiêu rồi ói thôi. Nè, chở tôi lên công ty, quay về chở Ngân đi bệnh viện nha. Dạ, chứ không có liên quan tới cậu Khôi hả? Mắc mớ gì tới Khôi? Dạ, vậy thôi, dạ, vậy tôi ra tôi nổ máy xe. Sao anh nói nổ máy xe rồi? Ủa, nổ rồi hay chưa nổ, không nhớ luôn á cậu. Anh là tài xế mà anh còn nói vậy à? Dạ. Sao là làm giám đốc thải tôi luôn đi? Dạ, sao tôi dám, dạ, tôi không dám, dạ. Rửa xe. Thì cứ vậy cho chùa, cái tội tham ăn quá nên giờ trúng thực rồi chứ gì? Nè, tôi nằm ở nhà buồn quá gọi điện thoại cho bà để tâm sự với bà mà còn nói tôi vậy hả? Có tin tôi nghỉ chơi với bà luôn không? Nè, tôi mà không quan tâm hả, tôi không có dành thời gian mà tôi chửi đâu. Biết dạ dày yếu rồi đụng cái gì cũng ăn hết trơn á. Giờ nằm đó mà than khóc. Ông bà dạy thì không có sai mà cái miệng hại kết hơn là bà đó nha. Nè. Mẹ vô nha con. Dạ mẹ vô đi mẹ. Mẹ tôi vô phòng. Thôi có gì tôi gọi cho bà sau nha. Con thấy trong người sao rồi? Có đỡ không? Con còn mệt lắm mẹ. Sữa con không chịu uống. Thôi giờ ăn cháo nha. Thôi, lát con uống sữa rồi ăn cháo luôn. Chứ giờ con ăn uống không nổi. Không được. Đợi con á là cháo nó nguội ngắt hết á. Thôi, làm ơn ăn giùm mẹ đi nè. Cái gì vậy con? Mẹ ơi, sao giờ con ngửi cái mùi thì là con mắc ói à. Mà bụng khó chịu lắm. Ủa sao kỳ vậy ta? Hôm nay để em lát con ăn sao được không? Ừ. Nhưng mà nếu con không chịu ăn á thì không có sức đâu đó. Có sức. Có sức là hơi rồi mẹ. Có mẹ không tin xuống dưới chạy mấy vòng cho mẹ coi nha. Chứ mẹ đừng mắc con ăn hay uống giờ được không? Mẹ sợ con thiệt á. Nằm bẹp trên cái giường mà đòi là chạy vòng vòng ở dưới. Ráng lên, ăn chút xíu thì con mới khỏe được, hiểu không? Nhưng mà bụng khó chịu lắm mẹ. Thôi được rồi, nghỉ chút xíu ăn ha. Bà ơi! Chuyện gì? Có chuyện này nghiêm trọng nè. Con nói với bà luôn nha. Sao? Bà sắp có cháu nội rồi. Bà. Dạ. Ai nói với con? Con nghe lén mợ Kiều nói với cô Ngân. Con nghe lén? Dạ. Nếu vậy thì tốt rồi. Con Kiều có thai. Dạ. Thì ta sắp sửa có cháu nội rồi. Dạ. Ừ. Ủa vậy là mợ Kiều có thai phải không bà? Con mới nói là bà sắp sửa có cháu nội thì tức là con Kiều có thai đúng không? Thì bà lên chức bà nội nhưng mà mợ Kiều không có thai. Cái gì vậy Nhự? Con nói cái gì mà bà không hiểu vậy? Dạ là vậy nè, con thấy cô Ngân ói. Xong cái mấy ngày nay mợ Kiều đi chợ mua toàn là đồ chua không à. Xong cái mợ Kiều bưng thức ăn lên cho cô Ngân mà cô Ngân hửi hửi xong cái cô Ngân ói vậy nè. Ăn không được, khó tanh quá. Mà con thấy cô Ngân á, con để ý là con thấy cô Ngân là ở trong nhà mình thiệt, nhưng mà đi làm cũng đi chung với cậu Khôi. Rồi đi công tác là cũng xách đi chung với cậu Khôi luôn. Như vậy là cái thai đó của cậu Khôi là chắc rồi. Im đi. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Dạ thưa mẹ gọi con. Ngồi xuống đi. Dạ. Dạ con mời bà, mời cô. Mời mợ ăn trái cây ạ. Hôm nay mợ đi chợ trái cây ngon lắm á bà. Dạ con mời mẹ. Sao vậy? Cô Ngân, sáng nay tôi nghe là cô ói
đến nỗi không đi làm được, đúng không? Biết không? Dạ thưa mẹ. Mẹ nói là bé Ngân có thai hả? Sao lại như vậy được? Ai nói với mẹ điều này? Cần phải ai nói cho tôi nghe hả? Mấy người riết lộng hành quá rồi. Nhờ. Dạ. Nói cho mẹ hai cô Ngân biết đi. Nghe cái gì? Chuyện mà hai con Ngân nói với nhau là con Ngân có thai. Dạ, con thấy cô Ngân ói. Rồi mà cái mợ Kiều đem thức ăn lên, cái cô Ngân hửi hửi, cái cô Ngân không có ăn. Thì... rồi con đoán vậy. Đoán gì mà kia con vậy? Đoán chuyện động trời cũng đoán được hả? Tầm bậy tầm bạ không à? Dạ thì con tưởng là... tưởng cái gì? Mấy cái chuyện này á không nói tầm bậy tầm bạ được chưa? Không có thì thôi. Tốt rồi. Nếu mà cảm thấy mệt á, đi lên phòng nằm nghỉ đi. Dạ con xin phép nội con lên phòng. Xin phép mẹ. Chị Như. Dạ. Đi kêu Ninh về chở cô Ngân đi khám đi. Dạ. Chứ không thôi á, người ta nói là trong cái căn nhà này tôi đối xử khắc nghiệt với dâu con. Chị Như. Đây là lần cuối cùng chị đặt điều cho con gái tôi đó. Dạ, tôi hứa lần sau tôi không dám nói bậy nữa đâu mợ. Con xin phép. Ừ. Còn có lần sau nữa hả? Dạ. Bếp xếp nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Sửa soạn. Đi theo cô Ngân với mợ hai đi khám đi. Dạ. Rồi coi bác sĩ nói như thế nào. Thật hư như thế nào. Nghe cho rõ. Hỏi cho kỹ. Rồi về nói cho tôi biết. Nghe rõ chưa? Dạ con biết thưa bà. Anh Nguyên, dự án xuất khẩu gần qua bên Nhật, nhớ kiểm tra kỹ lưỡng giùm tôi. Tôi vẫn đang tiến hành và đã thu mua được hơn 10 tấn rồi. Ừ. Anh nên lên kế hoạch thuyết phục khách hàng nên mua gần đã chế biến. Vì gần xuất thô như thế này, kinh tế giá trị đem lại không cao. Tôi có đưa phương án cho khách hàng và họ muốn sản phẩm chế biến sẽ là gần hồng, dùng để ăn trong những món ăn Nhật Bản như là sushi hoặc là sashimi. Anh chủ động như vậy là tốt. Cách chế biến này chúng ta cần nghiên cứu thêm, vì sau này những hợp đồng sau sẽ mang lại kinh tế lớn hơn. Dạ. Cô Hải, cô Thu hỗ trợ Ngân trong dự án EU và công ty Quy Hoàng. Dạ. Có ý kiến gì hay không? Dạ không thưa sếp. Thôi được rồi, cuộc họp tới đây là xong. Riêng cô Hải ở lại nói chuyện với tôi. Mọi người cứ đi ra ngoài. Thực ra là hai dự án lớn này đều là của cô. Nhưng trong đó còn nhiều sai sót. Cũng may là Ngân phát hiện ra kịp và tìm cách khắc phục kịp thời. Cho nên chính vì vậy tôi mới nhờ Ngân hỗ trợ cô trong hai dự án lần này. Cô có ý kiến gì hay không? Dạ không em sếp. Cảm ơn sếp. Sao? Có sự thiên vị à? Được rồi, làm tốt lắm. Cứ tiếp tục nha. Ừ. Thằng Khôi binh vực ưu ái cho con Ngân ra mặt như vậy. Hay là nó định làm gì sau lưng mình? Về rồi đó hả? Dạ thưa mẹ, thưa nội con mới về. Sao rồi, kiểm tra kỹ càng chưa? Bé Ngân bị ngộ độc nhẹ thôi, cho nên là nghỉ vài ngày sẽ không sao thưa mẹ. Ừ, không có sao là tốt rồi. Thôi, mọi người làm việc của mình đi. Còn Ngân, nếu con khỏe thì ngồi xuống đây đi. Nội có chuyện muốn nói với con. Dạ. Dạ thưa bà, con đi làm việc. Dạ, con xin phép mẹ. Ừ. Ngồi xuống đi con. Ngân à, nội xin lỗi con vì sự hiểu lầm vừa qua. Dạ, đâu có gì đâu mà nội phải xin lỗi con nội. Phải xin lỗi với con. Thể diện rất là quan trọng của người con gái. Bị mang tiếng là chữa quan như vậy thì mất mặt lắm. Cây ngay không sợ chết đứng mà nội. Con không có làm gì sai đáng xấu hổ nên con không có sợ. Nội biết là nội hơi khắt khe với con.
Nhưng mà con phải thông cảm, bởi vì gia quy nhà này vẫn phải là gia quy tôn ti trật tự đâu đó cho rõ ràng. Mặc dù con là người ngoài, nhưng một khi con đã bước chân vào trong nhà này rồi thì con phải tuân theo gia quy của nhà này. Những mối quan hệ vợ chồng, cha con, anh em, chú cháu đâu đó phải cho rõ ràng. Nội nói như vậy chắc con cũng hiểu. Dạ. Cái chuyện mà mẹ con bước chân vào làm dâu nhà này, đó là phần thưởng xứng đáng cho dượng con biết nghe lời nội. Còn riêng cái thằng Khôi thì không, nó không muốn tùy tiện lấy ai thì lấy. Trong căn nhà này, con cái phải biết nghe lời cha mẹ, cha mẹ phải biết dạy dỗ con cái đàng hoàng tử tế. Nếu con làm cho mẹ con buồn, làm cho mẹ con khổ thì con có vui không? Thôi được rồi, con đi nghỉ ngơi đi. Nhưng nhớ, những gì nội nói phải cân nhắc và suy nghĩ cho kỹ những hành xử của mình. Đừng để phải khổ và liên lụy người khác sau này. Nhớ chứ? Con biết rồi thưa nội.